Anh Đức ơi, anh đang làm gì đây? Ui, anh đang ăn trưa em ạ. Đói quá. Tao bảo hôm nay anh đi review cho cơ sở 3 cơ mà. Đấy, cơ sở 3 số 10 Quang Trung Hà Đông đây. Mà buổi trưa rồi anh sợ người ta nghỉ, anh cân tạm. Không, bây giờ mình vào hỏi xem người ta có làm việc không nhá. Nào, xin mời mọi người ạ. Em chào anh ạ, anh đi khám anh ơi. Vâng. Không, chị ơi, hôm nay em đi review cơ sở 3 chị ạ. Ờ, em vừa không biết là cơ sở 3 bây giờ là có khám buổi trưa không chị nhỉ? Có chị ơi, anh ơi, cơ sở 3 làm việc từ thứ hai đến thứ sáu, làm việc từ thông cả buổi trưa, tức là có thứ bảy chủ nhật thì em có nghỉ trưa ạ. Vâng. Thế em cảm ơn chị, bây giờ em sẽ đi review toàn bộ cơ sở 3 nhé chị nhé. Vâng. Vâng. Xin mời camera theo tôi ạ. Đây ạ. Đây là chỗ thu tiền của cơ sở 3. Rất là khang trang và hiện đại, các bạn có thể quan sát đây ạ. Khi các bạn vào đây thì các bạn sẽ đo huyết áp, bàn tiếp đón, sau đó sẽ được các cô hướng dẫn thu tiền tại đây. Và các ông chồng sẽ ngồi chờ ở đây ạ. Vâng. Rất là khang trang và sạch đẹp, các bạn có thấy không ạ? Vâng. Camera đi tiếp theo tôi ạ. Đây ạ. Hiện tại bây giờ đang là 11:55, giờ nghỉ trưa nhưng mà bệnh nhân vẫn đang khám bình thường, hoạt động rất bình thường ạ. Đây ạ, camera vào đây ạ. Đây ạ. Xin mời ạ, đây là bác sĩ với cả bệnh nhân đang khám. Vâng. Bác sĩ và bệnh nhân đang khám rất bình thường. Dạ, xin mời camera vào đây. Rồi ạ. Đây là phòng đo monitor. Đấy ạ, các bạn có nhìn thấy không ạ? Bác sĩ và bệnh nhân vẫn đang khám rất bình thường. Dạ. Các bạn có thể là cân đối việc là nghỉ trưa để có thể tranh thủ đi khám mà không ảnh hưởng đến công việc. Các bạn có thể xin nghỉ trưa một buổi trưa để đi khám. Vâng, xin mời camera theo tôi ạ. Đây ạ. Đây là dọc hành lang. Đây là dọc hành lang của cơ sở 3. Tầng 1 ạ. Đây là phòng khám phụ khoa. Camera nhìn ạ, quay đi ạ. Khám phụ khoa thì chắc chúng tôi sẽ không vào. Đây ạ, phòng khám phụ khoa. Đây khám phụ khoa đây ạ. Đây là phòng siêu âm. Phòng siêu âm đây ạ. Phòng siêu âm. À, đây là cái điều hòa mát lạnh luôn, rất là mát đây. Còn đây là cây nước, có thể bệnh nhân có thể dùng nước hoặc là dùng một ít đồ tráng miệng buổi trưa. Nếu các bạn đói, các bạn có thể tranh thủ làm một ít bánh kẹo, mấy trà. Và ở đây có cốc sẵn, cơ sở 3 phục vụ rất là tận tình ạ. Dạ vâng, xin mời ạ. À, còn một cái rất là quan trọng, camera vào đây ạ. Chắc tôi là sẽ vào nhà vệ sinh nam. Camera đứng ngoài ạ, không có ai đâu ạ. Đây mời camera vào đây ạ. Rất là sạch sẽ. Đây. Thơm nữa. Rất là thơm, sạch sẽ các bạn ạ. Đây ạ. Thật sự là tôi không có lời nào chê để cơ sở 3 cả. Cơ sở 3 số 10 Quang Trung thật là tuyệt vời.